chương 6056, đại quân xuất trinh. Sở phong tiểu hiếu, người có thể yên tâm, cổ lệnh nghi chỉ cần thật tại long lân nơi đó, ta tất nhiên sẽ đưa nàng bắt sống trở về, người không cần thiết mình. Đồ đằng long tộc tộc trưởng còn muốn khuyên can, thế nhưng là lời còn chưa dứt, sở phong liền cười nói tiền bối, ngài không mang theo ta, chính ta cũng biết đi. Kỳ thật không chỉ là cổ lệnh nghi nguyên nhân, ngài cũng đừng quên, con trai ngài tử cùng con gái, nhưng là bằng hiếu ta. Bọn hắn sự tình, liền vậy chẳng khác gì là ta chuyện. Ta nếu thật là không biết còn chưa tính, hôm nay việc này, ta ngay tại cái này, người nói ta nếu là không đi, cái kia chẳng phải thành đồ hèn nhát. Cái này, nghe nói lời này, đồ đằng long tộc tộc trưởng mặt lộ khó xử. Thế nhưng là long thừa vũ cùng long mộc hát hai tỷ đệ, thì là hai mặt nhìn nhau, càng thêm khó xử. Bọn hắn bản tới là muốn cùng cha hắn sinh tử đồng hành, dù sao vốn chính là người một nhà. Nhưng nếu là sở phong vậy tham gia tiến đến, bọn hắn đều do dự, bọn hắn đều không muốn liên lụy sở phong long thừa vũ do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cha hắn, cha cái kia nếu không ta thì không đi được a à? long mộc hy theo sát phía sau, ta cũng có thể không đi chán nhìn thấy một màn này, đồ đằng long tộc tộc trưởng dở khóc dở cười hắn tự nhiên không hy vọng con trai của chính mình nữ đi, bởi vì xác thực nguy hiểm khả nhi nữ cùng mình cùng tiến thối sức mạnh trong lòng vẫn là cảm động ít nhất chứng minh mình chỗ này nữ hiếu thuận A. Nhưng bây giờ đến xem, thật đúng là huynh đệ tình thâm đâu, bằng hữu phân lượng có vẻ giống như so với hắn cái này người làm cha còn nặng đâu. Thấy thế, sở phong cũng không khỏi cười, hắn tự nhiên minh bạch long thừa vũ cùng long mộc hy dự định, thế là hỏi. Các ngươi hai cái thật không đi, thật không đi, tỷ đệ hai người đồng thời đáp, các ngươi hai cái không đi ta cũng muốn đi. Sở phong nói, a à, long thừa vũ cùng long mộc hy mắt lộ ra ngoài ý muốn. Ta nói, không chỉ là cổ lệnh nghi nguyên nhân, nhưng vậy có cổ lệnh nghi nguyên nhân. Cho nên ta khẳng định phải đi, sở phong nói, ngươi cái này, Long thừa vũ cùng Long mộc hy đều là một mặt không nói. Được 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 đi, khuyên nhủ khuyên cái gì huynh đệ của ta quyết định sự tình, ai 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 đều ngăn không được, các ngươi không mang bọn ta, chúng ta khẳng định cũng muốn đi. Lúc này vương cường mở miệng, nói bóng gió hắn cũng muốn đi. Ta cũng đi, Bạch Vân Khanh vậy lập tức tỏ thái độ, vậy ta cũng đi long thừa vũ cùng long mộc hy chăm miệng một lời các ngươi cái này chút hậu bối thật sự là không khiến người ta bót lo a à. đồ đằng long tộc tộc trưởng không thể làm gì nhưng lại nói cái kia được thôi đã như vậy vậy chúng ta liền đồng hành hắn thỏa hiệp nhưng lại cũng không cảm thấy cái này là chuyện xấu kỳ thật sở phong như muốn đi theo trong lòng của hắn ngược lại có một điểm lực lượng dù sao trước đó nhưng chính là sở phong đem bọn hắn cứu ra sở phong mặt ngoài tu vi xác thực đối trận chiến tranh này mà nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp nhưng trước đó sở phong biểu hiện đồ đằng long tộc tộc trưởng ký ức vẫn còn mới mẻ loại kia lực lượng đơn giản sâu không lường được có trời mới biết sở phong trong cơ thể là không còn có hay không loại kia lực lượng nếu là còn có lời cái kia bọn họ trận chiến này muốn thua cũng khó khăn đồ đằng long tộc tộc nhân tựa hồ đều tại chờ đợi cái này một ngày ngắn ngắn thời gian qua một lát trùng trùng điệp điệp đại quân liền đã chỉnh tề đứng ở hư không phía trên nhân số nhiều chính là che đậy bầu trời ngày đó sở phong cứu người nhưng xa xa không có nhiều như vậy rất rõ ràng tại những ngày này đồ đằng long tộc tộc trưởng đem lúc trước an toàn rút lui cùng vốn là bên ngoài đáng tin tộc nhân toàn bộ tụ tập lên bọn hắn một mực đang vì đoạt lại đồ đằng long tộc làm chuẩn bị tập kết nương theo ra lệnh một tiếng hư không bên trên cái kia trùng trùng điệp điệp nhân mã đồng thời di động nhưng cũng không có hướng thánh địa xuất khẩu mà đi ngược lại là phân biệt hướng hai đạo đứng ở hư không cự đại kết giới cửa đi vào. Đó là hai cái không gian thế giới, bọn hắn lần này chính là đánh lén, cũng không phải là chính diện đối quyết, trùng trùng điệp điệp nhân mã chỉ sẽ khiến phiền phức. Tiên nhập không gian thế giới, sau đó từ cường giả đỉnh cao mang theo, đến thích hợp thời điểm lại phát động hợp lý tiến công. Dạng này càng thêm an toàn, mà tại cái kia hai cái không gian thế giới cửa vào hai bên, điểm chờ đứng một đạo bóng dáng. Trong đó một vị, chính là cửu kỳ long chiến đầu long hư đại nhân. Mà một vị khác, dáng, người cực kỳ cường, tráng, nhưng khuôn mặt lại thập phần già nua ông lão tóc bạc. Người này tên là Long Thánh Quân, chính là đề đằng long tộc một vị duy nhất thái thượng trưởng lão. Người này thực lực bất phàm, nghe nói không kém gì đồ đằng long tộc tộc trưởng. Ngày đó Long Lân phát động phản loạn, hắn có việc ra ngoài. Không phải lấy hắn thực lực, thật đúng là khó nói. Nhưng Long Thánh Quân, tuyệt đối đáng tin. Long Hư cùng Long Thánh Quân hai vị, chín một là phân biệt mang theo hai cái không gian thế giới người. Về phần đồ đằng Long tộc tộc trưởng bên này, mặc dù nhân số ít, không đủ trăm người, nhưng đều không ngoại lệ, đều là đồ đằng Long tộc chân chính tinh nhuệ. Cửu kỳ Long Chiên bên trong Long Quân Lâm, Long Khôi Điển, Long Tê Khanh nhóm cường giả, đều là tại hắn bên này. Tu vỡ giả, tranh lệch cảnh giới khá lớn, nhiều khi nhân số không có trọng yếu như vậy. Cho nên cái này ba đội nhân mã, đừng nhìn đồ đằng long tộc tộc trưởng bên này nhân số ít nhất nhưng tuyệt đối là ba đội nhân mã bên trong chiến lược mạnh nhất sở dĩ là ba đội nhân mã là bởi vì bọn hắn đã chế định tốt kế hoạch tác chiến long hư dẫn đầu nhân mã công chiếm đồ đằng long tộc trọng yếu lãnh địa mà long thánh quân thì dẫn đầu đại quân công chiếm đồ đằng long tộc tổng bộ đương nhiên hai người bọn họ còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu cái kia chính là xác định đồ đằng long tộc cái kia chút liên hệ tốt chuẩn bị một lần nữa phản chiến với bọn hắn đối phó long lân tộc nhân đến cùng là thật hối hận qua, vẫn là có trá. Về phần đồ đằng long tộc tộc trưởng, thì là xóa tĩnh lấy cái này chút tinh nhuệ, tiến về tổ long cấm địa. Một lần nữa đoạt lại đồ đằng long tộc không phải chủ yếu mắt, chủ yếu mắt là xác định tổ long di hài hoàn hảo. Một lát sau, hư không, bên trên nguyên bản che đậy bầu trời nhân mã, đã tiến vào hai cái không gian thu hẹp trong thế giới. Long hư cùng long thánh quân, đem không gian thế giới cất kỹ, đi tới đồ đằng long tộc tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng, nếu là cái kia chút bọn phản đồ cũng không phải là chân tâm thật ý hối hận qua lão phu có thể tại chỗ chém giết Long Thánh Quân hỏi Thái thượng trưởng lão đại nhân tự mình định đoạt đồ đăng Long tộc tộc trưởng nói cái kia còn định đoạt cái gì cái này chút phản đồ vốn là đáng chết nếu là còn dám chơi lừa gạt toàn bộ nên chém Long Thánh Quân này nói cho hết lời nhìn về phía Sở Phong lại nhếch miệng vừa cười Sở Phong tiểu hiếu lão phu đều nghe nói là ngươi đã cứu chúng ta tộc trưởng lần này có người tại, lão phu cũng yên lòng. Sự tình phát sinh đột nhiên, quay đầu chúng ta thu thập đám kia phá ở đồ, lão phu định muốn thật tốt kính người mấy chén. Nhất định, sở phong cười mỉm đáp ứng. Sở phong còn nhớ đến, lúc trước sở phong mới vào đồ đằng long tộc, bởi vì thần binh sự tình, lão nhân này còn cực kỳ có ý kiến. Bất quá sở phong cũng không phải người thù dai, hắn biết lão nhân này, chỉ là vì gia tộc lợi ích cân nhắc, vậy không có cái gì không ổn. Sau đó, ba đội nhân mã liền rời đi thánh địa nhưng cũng không phải là tất cả đồ đằng long tộc người đều rời đi. Ngoại trừ long thừa vũ cùng long mộc hy bên ngoài, cơ hồ đồ đằng long tộc tất cả tiểu bối đều lưu tại tòa này trong thánh địa. Dù sao bọn hắn đi thật không có tác dụng gì, nhưng bọn hắn lưu lại, nếu thật ngoài ý muốn nổi lên, cũng coi là cho đồ đằng long tộc lưu lại hạt giống. chương 6057, Kỳ Lân Thức Tỉnh, Cử Phẩm Bán Thần Từ thánh địa đi ra, sở phong nhìn thoáng qua vàng long sơn mạch. Lúc đầu nghĩ đến lần này trở về, gặp một lần ngữ vi đại nhân bọn hắn. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể lần sau gặp lại. Huống hồ sở phong cũng cảm thấy, nếu là đem cổ lệnh nhi cùng nhau mang về, có lẽ cũng càng tốt. Đồ đằng long tộc tộc trưởng một đoàn người, cũng không tiến nhập không gian thế giới, mà là đi theo tộc trưởng, cùng nhau lên một chiếc chiến thuyền. Chiếc này lơ lửng chiến thuyền, chính là trí Chí bảo, không chỉ có bình thường đi lại tốc độ cực nhanh, tại đường hầm truyền tống bên trong tốc độ cũng là cực nhanh. Sở phong được phân cho gian phòng của mình dưới mắt hắn ngồi xếp bằng muốn tiếp tục nghiên cứu trong cơ thể khối kia từ thần thời đại bên trong thu hoạch được miếng sắt tiểu phong lại muốn đi đồ đằng long tộc a mà liền tại lúc này một đạo sở phong chờ đợi đã lâu thanh âm vang lên ta nói kỳ lân lợn người cuối cùng tình sở phong lập tức mở ra tròng mắt mặt lộ mừng như điên bởi vì đây chính là hắn ngày nhớ đêm mong thôn thiên kỳ lân cái gì kỳ lân lợn tại sao cùng bản đại gia nói chuyện đâu gọi bản đại gia kỳ lân đại gia thôn thiên kỳ lân nói đừng nói nhảm làm sao luyện cái long tủy luyện lâu như vậy đến cùng thành công không có sở phong hỏi tiểu phong tin tức tốt a à, đầu kia tổ long di hài long tủy lực lượng so bản đại gia dự đoán mạnh hơn nhiều bản đại gia nhìn ra cái này rất có thể là một đầu chân long di hài không phải bản đại gia vậy sẽ không luyện hóa lâu như vậy thôn thiên kỳ lân nói đừng nói nhảm nói xong ngươi luyện hóa có thể làm cho ta đột phá đến cùng được hay không Sở Phong hỏi, đương nhiên không có vấn đề, khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ bản đại gia lợi hại a. À. Thôn Thiên Kỳ Lân tiếng nói vừa ra, quả nhiên một cỗ nồng đậm năng lượng thiên địa, từ Thôn Thiên Kỳ Lân hóa thành huy chương bên trong, tràn vào Sở Phong trong cơ thể. Cỗ này năng lượng thiên địa, là cực kỳ thuần túy có thể trực tiếp dùng tới tu luyện. Sở Phong không dám thất lễ, một hơi đem cỗ lực lượng này luyện hóa. Rất nhanh, oanh minh từng trận, cửu sắc lôi đình dị tượng tại tinh không bên trong lại hiện ra, lại di chuyển nhanh chóng là đang cùng theo sở phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về sở phong chỗ gian phòng. Sở phong tiểu hiếu, muốn đột phá sao? Đồ đằng long tộc đám người đều là mắt lộ ra mừng rỡ. Trên thực tế như bọn hắn đoán, nương theo dị tượng rơi nhập thể nội, sở phong tu vi cũng là đi tới cửu phẩm bán thần. Kỳ lân lợt, người cái này không được a à, nhưng sở phong lại có chút không hài lòng lắm, bởi vì cỗ lực lượng này, vừa vặn cũng chỉ đủ hắn đột phá đến cửu phẩm bán thần, cơ hồ một điểm còn lại đều không có. Cái gì lại không được a? À? Thôn Thiên Kỳ lân mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi khi đó thế nhưng là nói xong, ngươi luyện hóa tốt Long Tủy, có thể giúp ta đột phá hai trọng tu vi. Mà ngươi còn nói, cái này Long Tủy so trong tưởng tượng của ngươi cường đại, cho nên ngươi mới luyện hóa lâu như vậy. Cái kia ta ngược lại thật ra không yêu cầu đột phá tam trọng tu vi, tốt xấu để cho ta đột phá hai trọng, để cho ta bước vào chân thần cảnh a." Sở Phong nói, "Tiểu Phong, người nói chuyện cần phải giảng lương tâm." bản đại gia luyện hóa long tùy thời điểm ngươi cảnh giới gì, tiểu tử ngươi mới tam phẩm bán thần. Tam phẩm bán thần cần tài nguyên tu luyện, cùng bát phẩm bán thần có thể giống nhau sao? Cái kia kém 10 vạn 8 ngàn dặm được không? Huống hồ ngươi trong cơ thể huyết mạch, khẩu vị khác hẳn với người thường, chính ngươi không rõ ràng sao? Đổi lại người khác, nói không chừng thật sự chân thần, nhưng ngươi khẩu vị quá lớn. Cũng chính là bản đại gia, đổi lại người khác, coi như luyện hóa lại nhiều long tủy, cũng đừng hòng để ngươi một hơi từ bát phẩm bước vào cửu phẩm. Bất quá ngươi cũng chớ gấp, chúng ta không phải muốn đi đồ đằng long tộc sao, ngươi nhờ vào đó cơ hội, nhiều từ cái kia tổ long di hài bên trong bộ điểm bảo bối, bản đại gia tiếp tục luyện hóa, bảo đảm ngươi đột phá chân thần." Thôn Thiên Kỳ Lân nói. "Không đúng, làm sao ngươi biết ta muốn đi tổ long cấm địa, ngươi là đã sớm tỉnh." Sở Phong hỏi, "Vừa luyện hóa xong a, à. bất quá bản đại gia là nhân vật gì, luyện hóa trong lúc đó ngươi trải qua sự tình?" bản đại gia đều rõ ràng biết. Tiểu Phong, nghiêm túc, người cái kia ông ngoại không đơn giản, người đối địch với hắn, thực lực bây giờ thật là không đáng chú ý. Người nghĩ như vậy đột phá chân thần, liền không thể thả qua bất luận cái gì cơ hội, trước chuyến này hướng tổ long cấm địa, liền là nhất cơ hội tốt. Thôn Thiên Kỳ Lân nói, ngươi là nên đi, cái kia tổ long di hài cơ bản coi là huynh đệ của ta tổ tông, lần trước cái kia long tủy là long lân cố gắng nhét cho ta, ta vậy không có cách nào. Nhưng người bây giờ, để cho ta đi đem huynh đệ của ta tổ tông phá hủy dùng cái này đến để thăng mình tu vi ta sở phong lại táng tận thiên lương vậy không làm được loại sự tình này sở phong nói không có việc gì a à, người không làm người để bản đại gia làm thôi người mang bản đại gia đi bản đại gia xuất thủ ngươi nhìn xem thôn thiên kỳ lân nói im miệng a ngươi sở phong rất cảm thấy không nói cái này thôn thiên kỳ lân không phải kẻ tốt lành gì như không phải là bởi vì trận pháp đem hắn buộc chặt trên người mình sớm liền chạy tự nhiên không thể nghe hắn tổn hại chiêu, mà rất nhanh, vương cường mấy người cũng là đi đến. Bọn hắn đã là biết được, sở phong tu vi đột phá đến cửu phẩm bán thần, tự nhiên là không khỏi một phen chúc mừng. Đồ đằng long tộc tộc trưởng càng là biểu thị, nếu có thể đoạt lại đồ đằng long tộc, sẽ xuất ra đại lượng tài nguyên cảm ơn sở phong, toàn lực trợ sở phong đột phá đến chân thần cảnh. Đối với cái này sở phong vậy không có cực tuyệt, sở phong trợ giúp đồ đằng long tộc, xác thực cùng long thừa vũ cùng long mục hy giao tình có quan hệ, nhưng là chuyện nào ra chuyện đó, đồ đằng long tộc như nguyện cho hắn chỗ tốt, sở phong cũng không có lý do cự tuyệt. Dù sao sở phong vậy xác thực cần phải nắm chặt đột phá, với lại trước hắn là thật sự rõ ràng cứu được bọn hắn, cầm thù lao cũng là lực lượng 10 phần. Huống hồ cho tới nay, sở phong chân chính đối thủ, nhưng đều không phải là người trong cùng thế hệ, mà là mình cái kia ông ngoại, giới thiên nhiễm. Cứ việc từ khi rời đi đông vực, sở phong tiến bộ cũng là cực nhanh, nhưng khoảng cách giới thiên nhiễm vị này, đương kim minh mông tu võ giới mạnh nhất người tranh lệch còn vẫn như cũ rất lớn trải qua qua một đoạn thời gian đường xá về sau đồ đằng long tộc đám người tiến vào tổ long cấm địa chỗ ở thế giới bọn hắn cũng không có lập tức hành động dự định ngược lại là tìm một cái địa phương che giấu đừng nhìn bên ngoài nơi này đều không phải là đồ đằng long tộc toàn bộ chiếm cứ thế giới nhưng đây chỉ là đồ đằng long tộc mê hoặc thủ đoạn bởi vì tổ long cấm địa nơi này duyên cớ nơi này cho tới nay đều là trọng binh chấn giữ cho nên đồ đằng long tộc tộc trưởng bọn hắn cần chờ đợi thời cơ. Chờ đợi Long Thánh quân cùng Long hư thế công khởi sướng về sau, bên này cao thủ biết được tin tức, tất nhiên sẽ tiến đến tăng viện. Lúc kia bọn hắn lại phát động thế công, thời gian trôi qua, đảo mắt khoảng cách bọn hắn đi vào phương thế giới này đã qua nửa ngày. Ngô, nhưng bỗng nhiên, chiến thuyền bên trên có mặt người lộ thống khổ. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều người đều là mặt lộ thống khổ, biểu lộ dữ tợn, thân thể cũng là dị thường suy yếu tới cuối cùng, ngay cả đồ đằng long tộc tộc trưởng cũng không ngoại lệ, hai tay che vùng đan điền, thống khổ ngồi trên mặt đất. Thế nhưng là so sánh dưới, Sở Phong, Vương Cường cùng Bạch Vân Khanh không phải đồ đằng long tộc tộc nhân, lại là bình yên vô sự. Không ổn, giờ khắc này, Sở Phong đám người đều ý thức được không thích hợp. Cái này rất có thể là một loại nhằm vào đồ đằng long tộc thủ đoạn, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cực kỳ hiển nhiên đối phương đã đạt được. Chương 6058, ấm áp long tuyết rầm rầm nhưng vào lúc này hư không bên trên xuất hiện mấy đạo xiềng xích xiềng xích như mưa to bình thường nhưng xuống đám người kịp phản ứng lúc đồ đằng long tộc tất cả mọi người đều đã bị cái kia xiềng xích trói chặt lại chỉ có sở phong vương cường bạch vân khanh ba người không có bị cái kia xiềng xích buộc chặt sở phong tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nương theo một thanh âm vang vọng một đạo lão giả bóng dáng từ trên trời giáng xuống rơi vào đồ đằng long tộc chiến thuyền bên trên ngươi là long lân sở phong nhìn trước mắt vị này già nua đều sắp phải chết lão đầu trong lúc nhất thời không cách nào xác định bởi vì trong ấn tượng long lân nhưng không có giả dặn loại trình độ này ha ha ta cái bộ dáng này không có hủ đến ngươi đi long lân cười hỏi long lân lúc này đồ đằng long tộc rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi liền muốn phóng tới long lân nhưng đều không ngoại lệ chạy còn không mấy bước liền toàn bộ quảng ngã xuống đất bọn hắn quá hơi nhược thành thật một chút đi, còn làm không rõ ràng tình huống sao. Long lân đang khi nói chuyện, lấy ra một tấm lệnh bài. Nhưng tấm lệnh bài kia rất đặc biệt, nó nguyên bản thể tích hẳn là rất lớn, là bị co nhỏ lại đến lệnh bài lớn nhỏ. Đồng thời lệnh bài này, đúng là một mảnh long lân chế tạo thành. Dưới mắt vật này tản ra khí thức cường đại, là đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế lực. Sở phong rõ ràng, vì sao đồ đằng long tộc tộc trưởng đám người, sẽ đột nhiên suy yếu như vậy tất nhiên là cùng cái này tấm lệnh bài có quan hệ đương nhiên cũng cùng tổ long hải cốt có quan hệ long lân người đối tổ long đại nhân làm cái gì nhìn thấy cái này tấm lệnh bài đồ đằng long tộc tộc trưởng vậy không bình tĩnh chớ khẩn trương ta không có đối phó các ngươi dự định ta hiện tại hành động cũng là vì đồ đằng long tộc tốt ta long lân hôm nay dẫn các ngươi đến không phải muốn giết các ngươi mà là muốn đem đồ đằng long tộc trả lại cho các ngươi long lân tay cầm lệnh bài nói ngươi đánh rắm ngươi đến cùng có gì âm mưu. Đồ Đằng Long tộc tất cả trưởng lão nổi giận mắng, bọn hắn căn bản không tin tưởng Long Lân. Ta đã sớm có thể giết các ngươi, các ngươi thế mà còn không tin ta. Long Lân bất đắc dĩ lắc lắc nắm, nhưng một lúc sau, hắn mắt nhìn bầu trời xa xa. Hy vọng phương hướng chính là trời chiều rơi phía dưới vị. Hôm nay trước đến nơi đây, ngày mai lại đến cùng các ngươi đàm phán, nhớ kỹ, ta là tại giúp các ngươi, cũng là tại giúp Đồ Đằng Long tộc. Nói xong lời này, Long Lân phất ống tay áo một cái, một cỗ cường đại võ lực trói buộc cả chiếc chiến thuyền. Chợt lôi kéo Sở Phong, liền rời đi nơi đây. Long Lân tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền dẫn Sở Phong đi tới một cái địa phương. Cũng không phải là tổ long cấm địa, mà là một mảnh ở vào núi rừng bên trong không gian thế giới. Không gian thế giới rất lớn, ở chỗ này Long Lân vậy phi hành hồi lâu. Ngươi đến cùng có gì mắt? Sở Phong hỏi, Sở Phong tiểu hữu, đừng nóng vội, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện đúng cái này người ngươi muốn tìm a à. long lân đang khi nói chuyện bàn tay sờ về phía túi càn khôn một lúc sau bàn tay hắn từ túi càn khôn bắt được một chòng tóc ra bên ngoài kéo một cái liền đem một cái người túm đi ra người này chính là cổ lệnh nghi chỉ là lúc này cổ lệnh nghi sớm liền không có ngày xưa phong phạc ánh mắt dại ra nước bọt chảy ngang giống cái kẻ ngu nàng thật bị ngươi bắt được ngươi vì sao muốn bắt nàng sở phong hỏi bởi vì ngươi a à. Ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, dù là chỉ có một điểm cùng ngươi bà nội có quan hệ tin tức, người vậy nhất định sẽ không tiếc đại giới điều tra. Cho nên ta mới bắt cổ lệnh nghi, còn biên tạo những lời kia, chỉ là không nghĩ tới truyền nhanh như vậy, nhanh như vậy liền đem ngươi đưa tới. Bất quá, cũng hẳn là trùng hợp, ngươi cùng đồ đằng Long tộc người cùng một chỗ a. À. Dù sao hiện tại không có người so đồ đằng Long tộc quan tâm hơn ta, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ trước hết nhất nhận được tin tức. Bất quá mặc kệ như thế nào, Ngược lại là song hỉ lâm môn Long lân ha ha cười to Cho nên, cổ lệnh nghi nói những lời kia Căn bản không tồn tại Sở phong có chút thất vọng Lúc đầu những lời kia đã đem manh mối dẫn hướng hắn bà nội Ngươi xem một chút Nàng điên rồi, điên rất nghiêm trọng Ta nghĩ hết biện pháp đều không có chữa cho tốt Nàng cái gì cũng không nói Sở phong tiểu hiếu Ngươi đừng trách ta, ta cũng là quá muốn nhìn thấy ngươi Cho nên mới biên loại này nói dối Long lân nói Diệt đàn đạo tiên tông sự tình, hẳn không phải là ngươi vì dẫn suốt ta mà làm a." À. Sở Phong hỏi, "Dĩ nhiên không phải, ta đi xem qua, ngọn lửa kia ta nhưng làm không được, tất nhiên là thiên thần cảnh thủ đoạn. Mà theo ta được biết, người bà nội tông môn Liền Am hiểu dùng lửa, làm không tốt thật là người bà nội còn tại thế. Lại hoặc là người bà nội chỗ tông môn còn có ẩn tàng cao thủ." Long Lân nói, "Đương nhiên, hắn chỉ là suy đoán, bởi vì bên ngoài nghe đồn, Sở Phong bà nội đã sớm chết thấu." nhưng sở phong lại biết hắn bà nội xác thực còn sống long tuyết tiền bối bệnh tình tốt một chút đi sở phong hỏi hắn biết long lân vì sao như vậy vội vã tìm hắn không phải là vì báo thù mà là vì long tuyết bệnh long lân làm việc xác thực không từ thủ đoạn nhưng hắn có một việc tựa hồ không có nói láo hắn cướp đoạt đồ đằng long tộc thật chỉ là vì long tuyết là vì cứu long tuyết mà lần trước sở phong mặc dù đem long tủy mang đi nhưng trước khi đi thời điểm xác thực trợ giúp Long Tuyết ổn định bệnh tình. Nhờ có ngươi, Tuyết Nhi đã tỉnh, nói đến, thật sự là xin lỗi ngươi, ta đối ngươi như vậy, ngươi nhưng vẫn là giúp ta. Long Lân hổ thẹn nói, mà liền tại lúc này, Long Lân bỗng nhiên bay thấp mà xuống, rơi vào một tòa sân nhỏ bên trong. Đó là từ hàng rào trúc vây quanh sân nhỏ, sân nhỏ rất nhỏ, ngoại trừ một đầu đường lát đá, đều trồng đầy hoa bách hợp, ngay cả trong nội viện đất trên phòng, cũng đầy là hoa bách hợp nhưng trong nội viện này không chỉ có là hoa bách hợp hương còn có làm cho người chảy ra nước bọt mùi thơm cửa mở ra có thể nhìn thấy trong phòng trên mặt bàn bày đầy món ngon mà trước cửa đứng đấy một tên khuôn mặt xấu xí nhưng lại quần áo tinh mỹ lão bà bà người này chính là long tuyết nàng vốn là đồ đằng long tộc cùng đương kim tộc trưởng nổi danh thiên tài là vô số thiên tài truy cầu mục tiêu nhưng lúc kia long tuyết lại vụng trộm cùng long lân đi cùng nhau chỉ là thế sự khó liệu nguyên bản tiền đồ vô hạn long tuyết đột nhiên mắc phải quái bệnh không chỉ có tu vi trì trệ không tiến khuôn mặt cũng biến thành vô cùng xấu xí chớ nói ngày xưa truy cầu người chạy hết ngay cả người nhà vậy bắt đầu ghét bỏ nàng lúc kia chỉ có long lân bồi tiếp nàng cho đến hôm nay thậm chí theo long lân nói hắn lúc trước bị vây ở tổ võ hạ giới cũng là vì tìm tới trong truyền thuyết đồ vật vì long tuyết chữa bệnh sở phong tiểu hữu chúng ta rốt cục gặp mặt long tuyết nhìn thấy sở phong đầy mặt dáng tươi cười Mặc dù bây giờ khuôn mặt xấu xí, nhưng nàng dáng tươi cười lại thập phần ấm áp. Sở Phong nhìn ra, Long Tuyết cùng Long Lân có khác nhau, nàng hẳn không phải là loại kia, vì đạt được mắt không từ thủ đoạn người, mà là thật ấm áp người. Chương 6059, Long Lân thành ý. Kính chào tiền bối, mặc kệ cùng Long Lân có gì ân oán, nhưng đối với dạng này Long Tuyết, Sở Phong vẫn là làm thi lễ. Sở Phong tiểu hữu, chưa có đa lễ, ta bệnh còn nhờ vào ngươi. Long Tuyết đem Sở Phong nâng nhưng lại quay đầu nhìn về phía trong phòng có chút oán trách ngươi làm sao trước ăn được đây chính là chuyên môn vì sở phong tiểu hữu nấu đồ ăn nguyên lai là long lân thừa dịp sở phong cùng long tuyết nói chuyện với nhau công phu đã ngồi xuống cầm lấy đũa ăn lên ai nha sở phong tiểu hữu không là người ngoài hắn sẽ không để ý đúng không sở phong tiểu hữu chớ ngẩn ra đó mau vào nếm thử ngươi long tuyết tiền bối tay nghề tiền bối mời sở phong nhìn về phía long tuyết ta ăn chay, các ngươi trò chuyện. Long Tuyết cười cười, liền hướng viện đi ra ngoài, là cố ý vì Sở Phong cùng Long Lân cung cấp nói chuyện với nhau không gian. thấy thế, Sở Phong trực tiếp vào nhà, ngồi xuống, đưa tay nắm lên một cái vịt chân, liền dồn vào trong miệng. cái kia tướng ăn, tựa như là đói bụng lắm bình thường. ngay cả Long Lân đều dẫn theo đuổi nhìn sửng sốt, thật không sợ có độc a? À. ngươi như muốn đối phó ta, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra a. À. Sở Phong hỏi, cái kia uống chút. Long lân từ dưới bàn bưng lên một cái bình rượu, rót đầy, sở phong nắm lên bát rượu, đưa tới. Rượu đây, sở phong uống một hơi cạn sạch, chợt hỏi, người dẫn ta tới đây, là vì Long tuyết tiền bối bệnh. Đúng, Long lân gật đầu, vậy nói một chút hàng người dẫn đồ đằng Long tộc tới đây, lại có gì mắt? Sở phong hỏi, ta vì Long tuyết bệnh, tìm thái sự tinh trung hỗ trợ, nhưng hắn phản bội ta, đem tổ Long di hài sự tình nói cho thương khung tiên tông tông chủ. Người cũng biết, ta có thể thành công đoạt quyền, kỳ thật thương khung tiên tông suốt lực không ít, ta à. Liền là hắn khôi lỗi, hắn mong muốn tổ long di hài, đằng sau, thất giới thánh phủ tìm tới ta, để cho ta quy thuận bọn hắn, ta đồng ý, nhưng điều kiện là, để bọn hắn che chở ta. Nói trắng ra là, ta muốn đổi cái chỗ dựa, liền lại ỉ vào thất giới thánh phủ, để thương khung tiên tông tông chủ, đừng có lại nhớ thương tổ long di hài. Thần thời đại ngươi không phải cũng đi sao, ngươi hẳn phải biết, thương khung tiên tông tông chủ, từ bỏ tiến vào thần thời đại chỗ sâu cơ hội đi. Long lân hỏi, hắn là vì tổ long di hài. Sở phong hỏi, không chỉ như vậy, này người dã tâm bừng bừng, xa không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bây giờ thất giới thánh phủ cùng thế lực khác cao thủ, đều tại thần thời đại bên trong, hắn bây giờ lại tại thất giới phủ chủ trợ giúp dưới, bước vào thiên thần cảnh. Trừ phi trùng tộc viễn cổ nhúng tay, bằng không hắn muốn làm cái gì, hiện tại ai ngăn được. Ta cảm thấy, hắn khẳng định sẽ thừa dịp cái này cơ hội, tới bắt đi tổ long di hài. Ta long lân coi như lại không từ thủ đoạn, nhưng cuối cùng cũng là đồ đằng long tộc tộc nhân, đem tổ long di hài giao cho ngoại nhân, loại sự tình này ta làm không được. Kỳ thật sớm tại hướng thất giới thánh phủ tìm xin giúp đỡ trước đó, ta cũng đã nghĩ đến đối phó thương khung tiên tông tông chủ phương pháp, chỉ là hắn bước vào thiên thần cảnh, cũng có chút khó làm. Ta cần đồ đằng long tộc càng nhiều cường giả trợ giúp. Long lân nói, người có phương pháp gì, có thể đối phó thiên thần cảnh. Sở phong hỏi, Long lân đang khi nói chuyện, lấy ra khối kia từ rồng lân phiến chế thành đặc thù lệnh bài, đập vào trên mặt bàn. Liền là tổ long di hài, ta muốn nói với người qua, tổ long di hài có huyết mạch trận pháp, không phải đồ đằng long tộc tộc người không thể tới gần. Cái kia trận pháp vốn là dùng đến phòng ngoại nhân, nhưng nếu là tộc ta tộc nhân thôi động, là có thể đưa nó biến thành cực kỳ cường đại công sát đại trận. Nhưng thôi động dạng này trận pháp, ta một cái người là không được, bây giờ đồ đằng long tộc bên trong, đáng tin cậy người cũng ít. Cho nên ta cần bọn hắn trợ giúp, ta nghĩ kỹ, thu thập thương khung Tiên tông tông chủ, ta liền đem đồ đằng Long tộc tộc trưởng vị trí trả lại. Dù sao Long Tuyết nàng đã có người cái này cứu tinh. Long Lân đang khi nói chuyện, bưng chén lên đưa tới Sở Phong trước mặt. Sở Phong bưng chén lên, uống một ngụm, "Muốn ta như thế nào tin ngươi? Ta nếu không có đoán sai, đồ đằng Long tộc phái ra người không phải số ít, nhưng nhiều người hơn đi tiến đánh đồ đằng Long tộc tổng bộ cùng rất nhiều phân bộ đi." Long Lân nói sở phong không nói gì bởi vì long lân đoán đúng ta trong khoảng thời gian này cố ý làm sằng làm bậy liền là để rất nhiều người đối tâm ta sinh bất mãn không chỉ có là vì để cho bọn hắn nhớ tới tiền nhiệm tộc trưởng tốt cũng là vì sàng chọn ra chung với đồ đằng long tộc người trận chiến tranh này liền là tốt nhất nghiệm chứng thời cơ cái kia chúc thực tình vì đồ đằng long tộc tốt tất nhiên sẽ phản chiến với bọn hắn tới đối phó ta về phần cái kia chút vì tư lợi không có gia tộc tình hoài người cũng biết lộ ra nguyên hình sở phong ngươi là người thông minh ta làm như vậy là đang giúp ai long lân hỏi sở phong vẫn không có nói chuyện nhưng long lân nếu là nói là thật hắn đúng là tại giúp đồ đằng long tộc tộc trưởng trợ giúp đồ đằng long tộc tổ trưởng thanh tẩy sạch cái kia chút rác rưởi ngược lại có lợi cho đồ đằng long tộc ngày sau phát triển ta không có lý do gì nói dối ta vậy thật không có nói sai ta không có loại kia dã tâm ta cũng chỉ muốn Long Tuyết có thể sống sót. Sở phong, bọn hắn hẳn là cực kỳ tín nhiệm ngươi. Ngày mai, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút nhóm. Long lân nói ra, vì sao là ngày mai, việc này không nên chậm trễ, không như bây giờ liền đi nói. Sở phong hỏi, không được, ta đáp ứng Long Tuyết, một ngày ta chia hai nửa qua, vô luận sự tình gì phát sinh, mặt trời rơi xuống trước ta đều muốn đến bồi nàng, hừng đông lại đi. Tốt, ngươi đi giúp ta nói việc này a. À nếu không tin ta, có thể dẫn bọn hắn tới giết ta. Về phần ta đây, đi bồi tuyết nhi, Long Lân đang khi nói chuyện liền đứng dậy, hướng Long Tuyết Phương hướng đi đến. Nhưng trên mặt bàn khối kia rồng lân phiến chế thành lệnh bài, vẫn còn lưu tại cái kia. Cực kỳ hiển nhiên, là chuyên môn lưu cho Sở Phong. Sở Phong cầm cái này tấm lệnh bài, tìm được đồ đằng Long tộc tộc trưởng đám người, quả nhiên bằng vào lệnh bài này, liền giải trừ trên người bọn họ trói buộc cùng áp chế. Sau đó, Sở Phong đem cái này tấm lệnh bài, giao cho đồ đằng long tộc tộc trưởng cái này long lân thế mà chế tạo ra Chuyên môn áp chế tà đồ đằng long tộc tộc nhân huyết mạch lệnh bài hắn khẳng định là đối tổ long đại nhân làm cái gì nhìn xem tấm lệnh bài kia đồ đằng long tộc các vị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi khối này tại đồ đằng long tộc tộc nhân mà nói đơn giản cực kỳ nguy hiểm là có thể làm cho hắn đồ đằng long tộc diệt tộc đáng sợ vật ngược lại là đồ đằng long tộc tộc trưởng có chút tỉnh táo sở phong tiểu hữu long lân đến cùng có gì mắt thấy thế sở phong cũng là long lân mắt nói cho đồ đằng long tộc tộc trưởng đám người nghe qua sở phong lời nói về sau đồ đằng long tộc rất nhiều người đều trầm mặc bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy long lân lời nói tựa hồ không giống như là giả sở phong tiểu hữu người cảm thấy long lân nói tới tin được không đồ đằng long tộc tộc trưởng nhìn về phía sở phong hẳn là có thể tin không phải hắn đây là đang làm cái gì có thể giết chúng ta hắn không giết ngược lại đem cái này có thể áp chế huyết mạch lệnh bài cho ta để cho chúng ta dùng lệnh bài này đối phó hắn sở phong nhìn xem tấm lệnh bài kia hỏi long lân rõ ràng đã bắt lấy đồ đằng long tộc tộc trưởng đám người nhưng cũng để sở phong thả bọn hắn thậm chí đem cái này có thể áp chế đồ đằng long tộc tộc nhân huyết mạch lệnh bài đều giao cho sở phong hắn cùng long tuyết cũng đều là đồ đằng long tộc tộc nhân a như thế lệnh bài giao cho sở phong tương đương với đem hắn cùng long tuyết mệnh đều giao ra chính hắn còn chưa tính long tuyết với hắn mà nói thắng qua mình Thành ý này, thật là đủ. Chương 6060, đại sự không ổn. Dẫn ta đi gặp hắn." Đồ Đằng Long tộc tộc trưởng nói. "Ngày mai đi." hắn nói. "Hiện tại muốn mỗi ngày lưu một nửa thời gian bồi Long Tuyết." Sở Phong nói, "Hắn có bị bệnh không? Như việc này là thật, liên quan đến ta Đồ Đằng Long tộc tương lai, hắn thế mà còn muốn bồi nữ nhân." Nghe nói lời này, không ít trưởng lão mặt lộ sắc mặt giận dữ. Người với người là không giống nhau dạng, đối với hắn mà nói Long tuyết so đồ đằng long tộc trọng yếu. Sở phong nói, vậy liền ngày mai bàn lại. Đồ đằng long tộc tộc trưởng nói, sở phong không có trở về tìm long lân, mà là lưu tại chiến thuyền bên trên. Về đến phòng, sở phong đem cổ lệnh nghi bắt đi ra, dùng mấy loại trận pháp, nhìn xem có thể hay không đem cổ lệnh nghi chữa cho tốt. Nhưng cổ lệnh nghi bị kích thích rất lớn, sở phong trận pháp, thế mà đối nàng vô hiệu. Đến ngày kế tiếp sáng sớm, long lân tựa như ước mà tới. Đồ đằng long tộc tộc trưởng, cũng không có làm khó long lân xem ra sở phong tiểu hữu lời nói vẫn rất có phân lượng các ngươi tin tưởng ta long lân cười nói nếu là ngươi nói là thật có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng ngươi nếu có âm mưu ta tuyệt không khách khí đồ đằng long tộc tộc trưởng tay cầm lệnh bài kia nói ra long lân cười cười liền ngự không mà lên mang theo sở phong đồ đằng long tộc tộc trưởng đám người đi tới tổ long cấm địa bên trong bọn hắn thẳng vào cấm địa chỗ sâu sở phong lần này vậy rốt cuộc gặp được tổ long di hài chân thân. Tổ long di hài cơ bản chỉ còn lại có xương cốt, chỉ có rất số ít vị, vẫn tồn tại lân phiến. Mà nó thể tích, vẫn là để vương cường, bạch vân khanh, bao quát sở phong đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Dù là khoảng cách cực xa, nhưng nó độ cao nhưng cũng che đậy bầu trời. Về phần nó độ dài thân thể, đã vô pháp dụng cụ thể số lượng cân nhắc, căn cứ sở phong suy đoán, nó độ dài thân thể, đủ để xuyên qua tổ võ hạ giới. Khổng lồ như thế đồ vật, chân thực thật, thật là lần đầu tiên gặp, đây chẳng lẽ là một đầu chân thực. Chân Long, Vương Cường trợn tròn trong mắt tràn đầy rung động, vật này nếu là còn sống, chỉ sợ thổi một hơi, liền có thể hủy diệt rất nhiều thế giới a. À. Bạch Vân Khanh đồng dạng nhận lấy cực lớn rung động, một đầu chân Long mà thôi, nhìn các người cái kia không có thấy qua việc đời bộ dáng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, chính là thôn Thiên Kỳ Lân, từ huy chương hóa thành chân thân, rơi trên mặt đất. Ta 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 sát, lấy ở đâu một con lợn a?" À? Vương Cường hỏi, "Ngươi mới là lợn, cả nhà ngươi đều là lợn, ngươi cái bế tắc ba, ngươi mù ngươi. Ngươi còn mắt nào nhìn bản đại gia giống lợn, tin hay không bản đại gia cắn rơi đầu lưỡi ngươi." Thôn Thiên Kỳ Lân hướng về phía Vương Cường lộ ra hung tướng. Nhưng Vương Cường lại tuyệt không sợ, ngược lại tiến đến phụ cận, một phát bắt được Thôn Thiên Kỳ Lân đầu xách lên. "Anh em, cái này cái này, đây là ngươi nuôi sủng vật à, làm sao xấu như vậy?" làm can buông ra bản đại gia người cái bế tắc ba thôn thiên kỳ lân phẫn nộ giấy ruộng, nhưng lại không có cái gì chứng dùng ai cho điểm tôn trọng vạn nhất thật sự là kỳ lân đâu sở phong từ vương cường trong tay đem thôn thiên kỳ lân đoạt lại liền là liền liền nó người tin nó là kỳ lân vẫn là tin 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 ta nhưng thật ra là nữ nhân vương cường hỏi vậy ta tình nguyện tin tưởng nó là kỳ lân ít nhất không có ác tâm như vậy sở phong nói dựa vào vương cường trợn trắng mắt sở phong thì nhìn về phía thôn thiên kỳ lân cho nên đầu này tổ long di hài vốn là đầu chân long là trong truyền thuyết thần thú đúng tiểu phong không cần ngạc nhiên một cái thần thú mà thôi thôn thiên kỳ lân mặt ngoài thập phần cuồng vọng nhưng vụng trộm cũng đã truyền âm tại sở phong tiểu phong phát tài thần thú a có thể cảm nhận được à dù là chỉ còn lại có thân thể tàn phế phát tán uy áp cũng là không gì sánh kịp nó cái này thân thể tàn phế bên trong tất nhiên còn có đồ tốt, nghĩ biện pháp làm ra đến một chút, bản đại gia giúp người luyện hóa A. Sở phong không để ý tới nó, cái này thôn thiên kỳ lân không phải người tốt, cả ngày liền nghĩ để sở phong làm thật xin lỗi anh em sự tình. Trải qua quan sát sở phong mấy người cũng là xác định, Long lân xác thực đã đối nơi đây trận pháp tiến hành cải tiến, là chuẩn bị phục kích không phải đồ đằng long tộc người. Thế là đồ đằng long tộc tộc trưởng lựa chọn tin tưởng Long lân, chuẩn bị cùng hắn hợp tác dù sao nói cho cùng kỳ thật đồ đằng long tộc lần này phản loạn kẻ cầm đầu là thương khung tiên tông là cái kia chút phản bội hắn tộc nhân cùng phụ thuộc thế lực long lân chỉ là khôi lỗi coi như không có hắn cũng sẽ có người khác tới làm cái này khôi lỗi về phần long lân hắn xác thực có tội nhưng hắn vậy xác thực không có thương hại bọn hắn nếu là đổi lại người khác tới làm cái này khôi lỗi khả năng đồ đằng long tộc tộc trưởng bọn hắn thật liền đã chết cho nên không phải nếu nói long lân cái này người cũng không phải là không thể tha thứ dưới mắt vì đồ đằng Long tộc cân nhắc hợp tác tự nhiên cũng là có thể chỉ là Sở Phong trải qua Sở Phong quan sát cái này ỉ vào tổ Long di hài chế tạo trận pháp càng nhiều là ngăn cản ngoại nhân tới gần liền tính bọn họ cải tiến thành công sát trận pháp đối phó chân thần ngược lại là dễ dàng nhưng là đối với thiên thần khả năng còn có khoảng cách tiền bối tha thứ ta nói thẳng liền coi như các ngươi liên thủ thôi động nhưng trận pháp này chưa hẳn có thể đem thiên thần một kích chí mạng nếu là bị thương khung tiên tông tông chủ chạy trốn thì tai họa vô tận việc quan hệ đám người an nguy sở phong đem mình quan sát phát hiện nói ra sở phong người có biện pháp tăng cường trận pháp này sao long thừa vũ hỏi chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã tin tưởng long lân lời nói mà cái này tổ long di hài là vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ bọn hắn không có khả năng đem tổ long di hài giao cho ngoại nhân vật này bỏ qua tính mạng vậy phải bảo vệ nơi này trận pháp là căn cứ tổ long di hài lưu lại huyết mạch lực bố trí mà thành ta không chen tay được sở phong lắc đầu hắn xác thực không thể làm gì như thương khung tiên tông cái kia lão xúc sinh thật muốn đến chúng ta vậy không có lùi bước chỗ trống coi như không thể giết hắn ở đây ít nhất cũng phải để hắn lột một tầng ra đồ đằng long tộc tộc trưởng nói đối với cái này sở phong không thể phủ nhận hắn chỉ là nhắc nhở bọn hắn nhưng cũng biết bọn hắn kỳ thật không đường có thể lui yên tâm có các vị trợ lực hắn chỉ cần dám đến chắc chắn phải chết so với người khác long lân lại là tràn đầy tự tin sở phong tiểu hiếu nơi này ngươi như không giúp được bận biểu. không bằng thay ta đối bồi bồi tuyết nhi thuận tiện nhìn xem sẽ giúp nàng vững chắc vững chắc long lân cười hì hì nói ra nhưng long lân lời này mới ra thôn thiên kỳ lân bí mật truyền âm liền ánh vào màng tai chớ đi a à, lưu tại cái này mượn quan sát cơ hội nhìn có thể hay không đào điểm long tủy đi ra nhưng sở phong lại không có để ý tới thôn thiên kỳ lân mà là quả quyết đáp ứng tốt vậy ta đi xem một chút long tuyết tiền bối ta 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 cũng đi vương cường nói đi thôi cùng một chỗ sau đó sở phong liền cùng vương cường về tới long tuyết chỗ địa phương chỉ là trở lại cái kia trong nội viện lại phát hiện long tuyết cũng không ở nơi này có điểm gì là lạ sở phong đối vương cường trong bóng tối nói ra sao sao thế nào phát hiện cái gì vương cường trong bóng tối hỏi không có chỉ là thời gian này Long Tuyết Tiền Bối hẳn là lại ở chỗ này Sở Phong nói liền là liền cái này a à, khả năng đi những địa phương khác thôi dù sao tổng đợi trong phòng vậy 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 cũng trách buồn bực Vương Cường nói Sở Phong không có lại nói tiếp hắn cũng chỉ là có loại không tốt trực giác không có bất kỳ cái gì căn cứ thế là bố trí một tòa trận pháp giấu ở trong nhà này Sở Phong tiểu hiếu người ẩn giấu cái gì a à, nhưng nhưng vào lúc này một đạo lão giả thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thuận âm thanh quan sát, chỉ gặp hư không bên trên đứng đấy một đạo bóng dáng. Người này thân cao 3 mét m, giữ lại dài 10 mét màu trắng sợi dâu lão đầu, thân mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt tựa như ẩn thế tiên nhân. Nhưng nhìn đến hắn, sở phong lại biết đại sự không ổn. Bởi vì vì người nọ, chính là thương khung tiên tông tông chủ,